Chào các lớp, đây Trần Khánh, này Trần Khánh sư khui dòng BA7 dòng co. Dòng BA7 đời mới này thì nó có thêm cái cổng HDMI phía sau ha. Dòng cũ thì nó không có, dòng này là bổ sung, nó cải tiến hơn rồi. Đây, Khánh sẽ khui cái dòng này để cài xăm lơ và gửi cho một cái người khách ở bên nước ngoài ha. Các bạn nào mà nếu ở nước ngoài có cần mua cái dòng BA này thì Trần Khánh sẽ cài xăm lơ đầy đủ dữ liệu cho các bạn luôn, rồi gửi qua tặng tất cả những cái phụ kiện cần thiết cho dòng đàn này luôn ha, để các bạn chỉ về chúng ta sử dụng thôi. Nếu mà các bạn dòng này mà nếu mà mình mua ở nước ngoài á, các bạn không có, người ta không có cài xăm lơ sẵn nha các bạn, thì ở đây Trần Khánh sẽ cài sẵn và gửi cho các bạn luôn ha. Phí gửi thì tùy theo cái kiện hàng nó bao nhiêu ký, thể tích sao nó quy ra, mà có cái phí khác nhau, cũng tùy nước đó ha các bạn. Giá nó cũng tương đối là khá cao, nhưng mà so với cái việc mà các bạn mua trực tiếp ở bên nước ngoài là cái nước các bạn á, thì nó sẽ cũng không có cao hơn đâu. Cho nên là các bạn cứ liên hệ Trần Khánh để mua, Trần Khánh sẽ gửi qua. Thì cái thời gian nhận hàng thì nó khoảng nằm trong khoảng là 7 ngày tới, nói chung 1 tuần tới 2 tuần thôi, khoảng thời gian đó đây ok ha. Là số điện thoại Trần Khánh là 0772 621 622, để có thể các bạn liên hệ nha. Không thì chúng ta có thể là gửi mail, nếu mà bạn nước ngoài thì có thể gửi mail qua cho Trần Khánh cũng được đó. Website ở trên những cái video hướng dẫn của Trần Khánh cũng có rồi ha các bạn. Đây Trần Khánh cài cái xăm lơ cho cái dòng này. Cái xăm lơ thì cái dòng này tương đối cũng đơn giản các bạn, cái gần chúng ta nhấn media, với cái đàn này là cái đàn mới chúng ta không cần format, nhấn media xong cái chỗ đít này nè, có cái mũi tên nè, các bạn nhấn mũi tên, bạn chọn qua USB rồi ở đây nó có cái bộ ghi là ZBA 700 Trần Khánh Pro mới nhất ha. Bộ này mới nhất Trần Khánh làm rồi ok. Có đây chữ lock nó nổi lên nè, chúng ta cái chừng nhấn vào chữ lock là xong. Yes rồi, như vậy nó lock nó xong á. Mình này khoảng trong khoảng gần 1 phút nó sẽ cài xong cho mình. Rồi, bây giờ nó đã cài xong rồi ha. Bây giờ các bạn chúng mình test thử cái, nếu mà Chrome Kit nó ra đủ, nó ra đúng và cái băng tiếng nó ra đúng là coi như là thành công nha. Rồi, thế như mình chọn điệu đi ha. Rồi, mình chọn cái điệu DJ đi. Rồi, Accord. Âm âm xong. Tiếng thì ở đây cái băng tiếng là từ cái nút piano chạy dọc tới đây ha, đây là băng tiếng. Các bạn chỉ cần nhấp một cái ở trên màn hình, chúng ta qua user để sử dụng những cái tiếng bên băng tiếng. Đây nó có cái hiệu là như vậy, tranh 6 màu nè, TKB là cái hiệu của Trần Khánh. Rồi mình thử tiếng, nếu mà nó kêu đúng là có, tiếng nào không kêu là nó lỗi, còn nếu có kêu được, kêu đúng kêu đủ hết là ok nha các bạn. Đúng là sao? Thí dụ tiếng tranh nó phải phát ra tiếng tranh là đúng. Tiếng tranh mà nó phát ra tiếng, ví dụ tiếng sáo, tiếng bầu, tiếng guitar là nó không đúng. À, mà kêu đủ là có nghĩa là tiếng nào cũng kêu là mới là đủ ha. Rồi. Ok. Rồi. Cái dòng này thì khi cài xăm lơ thì nó nằm ở bên mục user nha các bạn. Factory là nó nằm trong dữ liệu của cái đài. Đài thì nó sẽ có từng mảng, mảng DJ remix, Trần Khánh nó phân ra nè, rồi rumba ra, mảng cha cha, mảng slow rock, mảng ballad, nhạc xa. Bên đây là nhạc đỏ, rap van, pop rock, nghe nó intro bài hát. Đó là những bài hát có intro. Rồi, ví dụ như giờ mình chọn ví dụ rumba đi ha. Rồi, ok. Ở đây có nhiều lắm ha. Ví dụ intro của bo đi ha. Sống đi. Rồi đưa ra rải đi.
men men 1 ít trống, men 2 nhiều trống hơn, men 3 nhiều trống hơn, men 4 nhiều trống hơn nữa. Nhưng mà thí dụ có những cái nó đủ 4 men, có những cái nó không đủ, không sao, bình thường các bạn. Rồi. Bro. Có những cái điệu mà rumba dành cho khiêu vũ. Xong ok rồi, cái đàn cho rồi. Bây giờ chỉ là việc chúng ta gọi lại gửi lại được, ok. Rồi, số này đừng khá là 072-621-622 để các bạn liên hệ để mua nhạc cụ nha. Cài xâm lơ nào, cứ alo cho đàn khách nha. Bye bye các lớp nha. Chúc lớp sức khỏe. Rồi.